Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Truyền thông Mỹ sốc khi Việt Nam lọt top 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới. Trong cuộc khảo sát quy mô toàn cầu vừa qua, Việt Nam được bình chọn là một trong 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới và mang đến cảm giác an toàn cho du khách khi đặt chân đến. Điều này đã khiến cho giới truyền thông Mỹ ngỡ ngàng, bởi có lẽ họ không thể ngờ một quốc gia mà mấy chục năm về trước còn đang chìm trong tăm tối lạc hậu khi còn gươm, đao và súng đạn mà nay đã có thể vươn ra phát triển đến thế. Vậy cụ thể như thế nào? Vì sao Việt Nam lọt top những quốc gia thân thiện nhất? Hãy cùng tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Vừa qua, 180 quốc gia đã tham gia cuộc khảo sát của trang World Population Review và Việt Nam đã được bình chọn đứng thứ 9 trong top 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới năm nay. Các chuyên gia cho rằng kết quả xếp hạng này trở thành một trong những yếu tố thuận lợi để khách du lịch năm châu lựa chọn Việt Nam cho chuyến trải nghiệm hậu Covid-19, trở lại một cách bùng nổ, bù đắp cho quãng thời gian bị đại dịch bó chân hơn 2 năm qua. Danh sách 10 quốc gia vùng lãnh thổ thân thiện nhất trên thế giới được bình chọn trong cuộc khảo sát lần lượt là Bồ Đào Nha, Đài Loan, Mexico, Campuchia, Bahrain, Costa Rica, Oman, Colombia, Việt Nam, Canada. Đáng nói là một số điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới như Vương quốc Anh, Pháp và Hoa Kỳ lại không nằm trong số các quốc gia thân thiện trong cuộc khảo sát này, lần lượt xếp thứ 56, 55 và 36. Điều đó cho thấy không phải cứ điểm đến nổi tiếng là được số đông ưa thích lựa chọn. Trong vòng vài năm trở lại đây, thứ hạng trong cuộc khảo sát có sự thay đổi đáng kể vì nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến thái độ của một quốc gia đối với du khách nước ngoài hoặc người nước ngoài. 4 năm trước, Vương quốc Anh là quốc gia thân thiện thứ 19 và hiện đã tụt xuống vị trí thứ 56. Một du khách Bồ Đào Nha khi tham gia khảo sát có giải thích, anh ta cho rằng Brexit là từ ghép của Britain, nước Anh và Brexit sự ra đi xứng đáng chỉ việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Có liên quan đến tình trạng giảm thân thiện ở đất nước này, những quốc gia có thái độ thân thiện với cư dân nước ngoài nhất có tỷ lệ được đánh giá là từ 81% đến 94%. Đây là mức cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình 67% của toàn cầu. Ngoại trừ Campuchia, tất cả 10 quốc gia hàng đầu nói trên đều được xếp hạng trong top 15 quốc gia có mức độ hài lòng chung về cuộc sống ở nước ngoài cao nhất. Vậy lý do gì đã khiến Việt Nam lọt vào top 10? Thưa quý vị, theo World Population Review, tâm lý du khách đi du lịch nước ngoài đều rất dễ cảm thấy bị cô lập khi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, gặp gỡ những con người không cùng chung ngôn ngữ ở nền văn hóa mới mẻ, với những phong tục tập quán và thói quen không giống mình. Vì thế, ra nước ngoài sẽ trở nên dễ dàng và thú vị hơn nhiều đối với những người chọn du lịch ở một đất nước thân thiện. Thái độ thân thiện với cái nhìn tích cực về những người xa lạ và những người thuộc các nền văn hóa khác, chủng tộc khác cũng như khoan dung với cả những khác biệt nữa. Chính những điều đó đã giúp Việt Nam lọt top các quốc gia thân thiện nhất thế giới qua bình chọn của 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mặc dù điều này có vẻ như thuộc về kinh nghiệm cá nhân, nhưng cuộc khảo sát của International để đo lường thái độ thân thiện của mỗi quốc gia đối với người nước ngoài, sự dễ dàng kết bạn với người bản địa và những người nước ngoài có khả năng ở lại mãi mãi nơi đến cũng là cơ sở cho ngành du lịch Việt. Các doanh nghiệp có cơ sở xây dựng sản phẩm phù hợp để hấp dẫn khách quốc tế hậu Covid-19, trong khi đó Bồ Đào Nha được chọn là quốc gia thân thiện nhất và chào đón người nước ngoài nhiều nhất trên thế giới. Theo khảo sát, 94% người dân địa phương Bồ Đào Nha có thái độ thân thiện với người nước ngoài và hầu hết đều luôn quan tâm đến du khách. Đáng nói, có khoảng 36% người nước ngoài cho biết họ cảm thấy như ở nhà ngay lập tức khi đặt chân đến Bồ Đào Nha. 47% nói rằng họ có thể ở lại Bồ Đào Nha mãi mãi. Bên cạnh đó, có tới 78% người khảo sát cho rằng Costa Rica đứng đầu trong việc có người nước ngoài kết bạn với người dân bản địa. Hơn nữa, 88% người được hỏi cảm thấy hài lòng với cuộc sống mới của họ ở Costa Rica và 81% cảm thấy như ở nhà trong nền văn hóa mới. Đó cũng là lý do tại sao 48% người nước ngoài nói rằng họ có ý định ở lại Costa Rica mãi mãi so với 29% trên toàn cầu. Để nói rõ hơn thì chúng ta hãy nghe những chia sẻ sau đây đến từ một du khách nước ngoài khi nói về Việt Nam trên trang blog của ông.
Trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên, tôi đã dành khoảng 10 ngày đến cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Điều tôi thấy thú vị nhất về sự đa dạng về mặt văn hóa, điều này thể hiện rõ qua ẩm thực, sinh hoạt, đặc trưng ngôn ngữ của vùng miền. Tuy nhiên, khi đến bất cứ nơi đâu, bạn vẫn cảm nhận được sự thân thiện tuyệt vời của người Việt Nam. Có một lần, tôi mua cà phê tại một chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng của Việt Nam. Tôi chọn cà phê rang xay để mang về. Khi ấy, tôi đứng trước kệ hàng bối rối diễn tả mong muốn của mình. Có một khách hàng khác đã tận tình giải thích cho tôi bằng tiếng Anh. Vì tiếng Anh của ông ấy không được tốt nên ông dùng đến cả các phần mềm dịch thuật chỉ để giải thích, để tôi chọn được sản phẩm mình mong muốn. Lần khác, khi đang ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã chọn sai địa điểm khi đặt Grab và tài xế không đến đón tôi đúng địa điểm. Đứng trước một khách sạn, tôi đi vào trong để hỏi lễ tân vì không thể ai ngoài đường để hỏi. Lúc đầu, tôi sợ làm phiền vì mình không phải khách của khách sạn. Cô lễ tân đã giải thích là tôi đặt Grab sai địa điểm, cô còn gọi điện để trao đổi, giải thích cho tài xế để họ có thể đến đón tôi. Tôi vô cùng cảm động khi thấy mọi người giúp đỡ tôi như vậy. Vì là người nước ngoài lại không nói được tiếng Việt, lúc đầu tôi lo lắng khi đi du lịch Việt Nam, một mình không có bạn đồng hành. Tuy vậy, nhờ sự giúp đỡ của những người lạ này mà tôi đã trải nghiệm gần như không chút khó khăn. So với nước tôi, Việt Nam rất an toàn, nên tôi đã rất thích thú khi quan sát cuộc sống của người dân trên đường phố và các con hẻm nhỏ. Trong chuyến đi, tôi đã dành rất nhiều thời gian dạo quanh các khu dân cư để hiểu thêm về đất nước, văn hóa và con người. Một trong những địa điểm yêu thích là phố cổ và các làng dân tộc. Theo tôi, đây là một cách tốt nhất để khách du lịch có thể cảm thụ văn hóa của đất nước các bạn. Khó khăn duy nhất tôi gặp phải ở Việt Nam là giao thông. Do Việt Nam không có tàu điện ngầm và thời gian cũng như địa bàn hoạt động của xe buýt hạn chế nên việc đi lại của tôi có chút khó khăn. Như vậy, có thể thấy thân thiện là nét đẹp ngàn đời không chỉ của Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến mà còn của toàn bộ đất nước Việt Nam thân yêu. Với vị thế là trung tâm văn hóa chính trị của cả nước, việc xây dựng một Hà Nội thân thiện để đáp ứng ngày càng cao những yêu cầu về ngoại giao, mời gọi vốn đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch đang là một nhu cầu cấp thiết. Một thủ đô thân thiện cần có những tiêu chí gì và làm thế nào để xây dựng một thủ đô thân thiện? Nhân dịp Hà Nội kỷ niệm 20 năm được trao danh hiệu thành phố vì hòa bình của UNESCO, Hà Nội mới cuối tuần có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về vấn đề này. Trả lời phỏng vấn, ông chia sẻ tiếp rằng: "Tôi cho rằng sự thân thiện, chu đáo mỗi khi khách đến nhà là một nét đẹp văn hóa đã có từ ngàn đời của người Hà Nội, không phải dễ gì mà cả cộng đồng quốc tế và đặc biệt là một tổ chức văn hóa khoa học giáo dục UNESCO công nhận thành phố Hà Nội là thành phố vì hòa bình, nhất là trong bối cảnh vào thời điểm đó tại châu Á chưa có một thành phố nào được công nhận. Để có được điều này, tôi cho rằng sự thân thiện ấy không phải được tạo dựng ngày một ngày hai mà phải được hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử. Có thể nói rằng không có một đất nước nào chịu nhiều đau thương mất mát về chiến tranh nhiều như ở nước ta. Nhưng tư tưởng đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo luôn xuyên suốt trong chiều dài lịch sử và ở thời đại nào cũng được biểu hiện rõ nét. Điều đó nói lên rằng Việt Nam là một dân tộc thân thiện, yêu chuộng hòa bình, luôn mong muốn hòa hiếu, hữu nghị. Sự thân thiện ấy còn được thể hiện trong hoàn cảnh nào người Hà Nội vẫn được nụ cười, dù đó là những chiến đấu hay trong lao động sản xuất. Sự thân thiện ấy còn hiện hữu đến ngày hôm nay trong cách Hà Nội trang hoàng lộng lẫy đón tiếp các chính khách quốc tế, trong cách người dân áo ra đường chào đón nồng nhiệt mỗi khi có đoàn xe chở các vị khách quý đi qua. Là nụ cười với khách du lịch, là món ăn ngon đậm chất Hà Thành như một sự quảng bá không lời đầy tinh tế. Chính sự thân thiện, cởi mở, gần gũi này mà Hà Nội luôn được đánh giá cao vì sự thân thiện mỗi khi khách đến nhà. Video của Tin Mới Xin được tạm dừng tại đây. Quý vị nghĩ sao về sự thân thiện dễ mến của người Việt Nam? Hãy chia sẻ phía bên dưới cho chúng tôi được biết nhé! Nếu quý vị thấy thích video này, hãy ủng hộ Tin Mới bằng cách nhấn like, share và subscribe để chúng tôi có thêm động lực đồng hành cùng quý vị trong những video tới. Thân ái, chào tạm biệt!
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.